Điểm cống hiến tăng lên thần tốc, hai tên tiểu tử thối này hăng hái quá, đây là đã đánh bao nhiêu thiên tài rồi chứ? Bí cảnh thời không, tới tay, mấy tháng sau, lão tử lại là hảo hán. Gió cát ở Tây Bắc Hại Châu này cũng thật không nhỏ, bay mấy ngày, cánh của ta cũng bị gió thổi dơ luôn rồi. Kiên trì chút nữa, nơi thứ 89 của trên bảng địa điểm, ở ngay gần đây. Ồ, có khách, còn chưa nói chuyện cho đàng hoàng, chạy cái gì? Cái tên khốn lãnh hiết này nổi cơn điên gì vậy? Hình như là tiền bối phát hiện ra kẻ có ý đồ gây rối. Xạ Tinh Thần, Tiêu Tội Kỷ, cơ duyên của hai người tới rồi. Chủ thượng muốn triệu kiến các ngươi, đây là các ngươi vô cùng vinh. Bổn nữ vương lâu lắm rồi chưa được thấy con sâu nào béo như vậy rồi. Trả xa xa của ta lại đây cho ta. Các ngươi là thứ ngớ ngẩn, được đại thần ở đâu mời tới? Trước tiên, dụ lãnh hiết tiền bối đi, rồi lại dụ tiểu ma tiên đi, bỏ qua cũng được. Ý đồ của các ngươi là gì? Đã nói rồi, là chủ thượng hạ lệnh, là tu. Kỳ lạ, mặt nạ của mấy tên này sao lại có cảm giác đã thấy qua ở đâu rồi? Vực. Có lĩnh vực, bọn họ là võ hoàng trung phẩm trở lên, nhưng mà không hề cảm nhận được linh lực của bọn chúng, thậm chí ngay cả khí tức của người sống cũng hầu như không cảm nhận được. Các người rốt cuộc là ai? Lại có thể đồng thời phái ra 4 tà tu võ hoàng, lẽ nào là tà phái của Hoa Anh Quận? Ánh sáng của đom đóm sao có thể sánh với tranh sáng? Đám tôm tép đó của Hoa Anh Quận là sỉ nhục tà phái bọn ta. Các người vẫn chưa có tư cách để biết tới sự tồn tại của bọn ta. Lũ chuột giấu đầu lòi đuôi, ngay cả tên cũng không dám xưng ra, chắc chắn là sợ võ thánh của vạn cổ tông chúng ta. Chỉ một võ thánh còn con, bọn ta thật chẳng coi ra gì. Nhưng mà các người đã bị bắt, nói ra cũng chẳng sao. Nếu các người đã thật lòng thật dạ hỏi rồi, vậy ta sẽ rủ lòng từ bi nói cho các người biết, bọn ta là vua dưới lòng đất của Tinh Vẫn Ám Tông. Ám Tông, tên nghe quen thật, ta chắc chắn có tiếp xúc qua rồi. Sao lại không nhớ ra được chứ? Chỉ còn một bước nữa là có thể nhớ ra rồi. Ám Tông đã tồn tại hơn ngàn năm, không phải là loại môn phái mới vùng dậy như vạn cổ tông có thể tưởng tượng ra được đâu. Hơn ngàn năm trước, Ám Tông bọn ta đối kháng với võ đế cũng không rơi vào thế yếu. Năm đó bọn ta chiến với dạ đế tới trời nghiêng đất lệch, trận chiến đó kéo dài cả một năm trời. Cuối cùng bọn ta tuy bại, nhưng cũng đã để lại dấu ấn tượng không thể quên với dạ đế. Được, không cần nghĩ nữa rồi. Là cái môn phái chuột nhắt năm đó khiến ta tìm cả một năm trời. Lúc đó lão tử xém chút lật cả Tinh Vẫn mới tìm được bọn chúng ở trong một góc, một trường diện luôn rồi. Bảo sao không có ấn tượng gì. Ngàn năm nay bọn ta giấu tài, bây giờ chủ thượng của bọn ta là kỳ tài tuyệt thế, tài trí mưu lược, muốn chấn hưng vinh quang ngàn năm trước của Ám Tông bọn ta. Vinh quang gì? Vinh quang của môn phái chơi trò trốn tìm đứng đầu Tinh Vẫn đại lục. Nói thẳng, chủ thượng nhìn chúng pháp môn tu luyện thần tốc của vạn cổ tông các ngươi, bây giờ đi theo bọn ta đi. Tội Kỷ, tình báo chắc cũng có thể bịa ra được nhiều đó rồi nhỉ? Vậy thì không cần phối hợp với bọn chúng nữa. Cái thứ này dính dính nhấp nhấp cũng chẳng dễ chịu gì. Các người nói lung tung cái gì? Hắc chi vực này có thể rút bỏ sức mạnh toàn thân của các ngươi. Lấy nhu khắc cương, các người đừng hòng dãy dụa cởi trói. Ta không có nói cái gì không nên nói đâu nhỉ? Nhu có thể khắc cương, cương cũng có thể phá nhu, chỉ cần bán bộ manh trưởng. Chuyện gì vậy? Lực chiến của tiểu tử này lẽ nào đã gần tới võ hoàng sơ kỳ rồi sao? Cho dù là võ hoàng sơ kỳ, chúng ta cũng có thể giải quyết ngươi. Nhị vị, có cần trải nghiệm miễn phí một chút trận đánh ác liệt mấy ngàn năm trước tiền bối của các ngươi đã trải qua không? Đảm bảo nguyên mùi nguyên vị. Nhớ đánh giá tốt,